Kính thưa quý vị, một chiếc xe bom nổ ở thủ đô Baghdad, tên từ Baghdad. Hôm nay một chiếc xe bom đã nổ gần cổng khu vực Green Zone, là khu vực an ninh tối đa, nơi có các tòa đại sứ và trụ sở của chính phủ Iraq. Chiếc xe bom đã làm 5 người chết và 15 người bị thương. Trong số những người tử thương có hai quân nhân. Vụ đánh bom xảy ra đúng vào ngày đánh dấu 10 năm Hoa Kỳ đưa quân sang Iraq lật đổ Saddam Hussein.